mù gió cuốn vó ngựa phi giáo gương khô vàng trời một người khóc sầu sống lầm than đời bế dâu kiếp cơ hàn cùng anh vì nước hát nề chi chi trai dâng cho đời bằng nề sao mừng tiếng hò reo dáng người chân trời mới non sông còn lưu dấu mãi muôn đời đại trương phu dù cho bao tháng ngày trôi qua với bao cuộc bể dâu cùng anh quyết lòng cùng nhau sống pha dù hy sinh xứ xanh còn ghi khắc xứng danh anh hùng chiến quốc chính dũng chiến đức phục người ứng với trời được lòng dân bao ngày tháng nơi chốn xưa lưu danh anh hùng còn vang còn vang tập 9 cửa nha môn Phụng Tiên bắn kích. Lý quản tướng quân có tái sinh chưa chắc đã bắn trúng. Tiện pháp của tướng quân quả là tuyệt thế vô song. Người đâu, hãy mau thu cung tên về đây cho ta. Dạ. Lúc nãy cũng đã có giao ước rồi, bây giờ ai mà muốn nuốt lời thì đừng trách sao đao kiếm của ta vô tình. Xin làm theo sự sắp đặt của tướng quân. Ở điều này dù sao tôi cũng chỉ là một chiến tướng nên không thể nào. Ê, tướng tại ngoại, quân lệnh có thể không theo mà. Nào, giao ước đã được lập, nếu như không tuân thủ nghĩa là trái thiên mệnh. Ai làm trái thiên mệnh cũng sẽ như mũi tên này. Ta hy vọng là hai vị sẽ thực hiện theo đúng quy ước đã đưa ra. Tạ tướng quân. Hôm nay kết thúc ở đây. Nào, chúng ta hãy làm vậy chung đi. Ta thật không ngờ kế đuổi hổ nuốt sói sắp thành cuối cùng lại thất bại như vậy. Tuy là không thành nhưng cũng đã làm mất đi hòa khí giữa Diên Thuật và Lưu Bị. Quách gia, lúc đi câu cá người tâm đắc nhất là điều gì? Dạ thưa, thần thích thả dây dài để câu cá lớn. Không hổ danh là cao thủ, xem ra ở phương diện này ta còn phải học hỏi nhiều ở người. Chủ công, trong thiên hạ vẫn còn một cao thủ câu cá nữa. Ồ, là ai? Người này nổi danh đã lâu nhưng đáng tiếc vẫn chưa gặp được minh chủ. Người mà người đang nói tới có phải là Giả Hữu không? Đúng vậy, sau khi Lý Thôi và Quách Dị chết đi, Giả Hữu về có dính líu tới Động Trác nên các chư hầu không một ai dám dung nạp ông ta. Hiện giờ ông ta đang nương nhờ ở chỗ Trương Tú. Trương Tú à? À, Trương Tú là cháu của Thái Thú Uyển Thành. Thái Thú vừa chết đi thì ông ta đã lên tiếp quản Uyển Thành. Ồ, thì ta đã đổi chủ rồi. Đây quả là cơ hội trời ban để ta có thể đoạt lấy Uyển Thành. Nếu chúng ta xuất chinh thì Uyển Thành và Giả Hữu đều rơi vào tay chủ công. Đây gọi là nhất cử lưỡng tiện. Ồ,
Quân Đông, mau cho người xuống dưới để dò thám tình hình. Có thấy cái cây lớn đằng kia không? Chúng ta cùng tới đó đi. Ngàn Nhi, con nói thử coi, cây cổ thụ này cần bao nhiêu thời gian mới cao lớn được như vậy? Con nghĩ ít nhất phải mất hơn 100 năm. Vậy con nói muốn đốn nó xuống thì phải mất bao lâu? Chỉ cần nửa canh giờ thôi, thưa phụ thân. Con nói rất đúng, trường tồn 100 năm, chốc lát có thể. Đại nghiệp cũng giống như vậy thôi. Con phải nhớ, kiến nghiệp đã khó, giữ nghiệp lại càng khó hơn. Ông chú công, cùng đủ phái giả hữu tới cầu kiến ạ. Ta cũng đang muốn gặp giả hữu, nhưng thật không ngờ chưa mời mà ông ta đã tới đây rồi. Giả hữu tham kiến thừa tướng. Chủ công của chúng tôi đồng ý hiến Quyển Thành quy hàng thừa tướng. Đây nhất định là chủ ý của tiên sinh. Không hẳn như vậy, chủ công của tôi sớm đã có ý quy hàng thừa tướng. Từ lâu ta đã ngưỡng mộ tài hoa của tiên sinh rồi. Hôm nay gặp mặt quả nhiên phong thái bất phàm. Thừa tướng đã quá khen. Tiên sinh tài hoa xuất chúng, sao không cùng ta gây dựng đại nghiệp chứ? Trước giờ tôi vẫn nghe thiên hạ đồn rằng thừa tướng chiêu hiền đại sĩ, nhưng Trương Tú với tôi có ơn tri ngộ. Tôi quả thật không nỡ bỏ ông ta mà đi, dám mong thừa tướng thứ tội cho. Chúng ta ai cũng biết rằng, người đi về nơi cao, nước chảy về chỗ thấp. Với tình thế hiện nay, chắc tiên sinh phải hiểu rõ hơn ta. Điều đó tôi rõ, nhưng xưa kia khi rời khỏi thành, tất cả các chư hầu đều né tránh tôi. Chỉ có Trương Tú là chịu thu nhận, tôi làm sao có thể dông ân phụ nghĩa. Nếu đã như vậy, thì ta cũng không miễn cưỡng. Tiên sinh bảo trọng. Nếu có gặp khó khăn thì cứ việc nói với ta. Hẹn ngày tái ngộ. Ta nghe nói thẩm nữ của Trương Tú là một đại mỹ nhân phải không? Thúc thúc, thúc qua đời chưa được bao lâu mà con đã quyết định hiến đi Quyển Thành. Con thấy hổ thẹn vô cùng. Tướng quân, binh lực của ta không bằng 1/10 quân của Tào Tháo. Huống hồ ông ấy còn có kim bài của thiên tử. Chúng ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Quả thật thì Tào Tháo rất là lợi hại. Đi theo ông ấy, không chừng sau này chúng ta có thể lập nên đại nghiệp. Chủ công, thẩm thẩm của ngài đã bị người của Tào Tháo đưa đi rồi. Người nói cái gì? Đúng là hiếp người quá đáng mà. Ta quyết liều mạng với hắn. Chủ công, không nên lộ mạng. Lão tặc đó làm nhục ta như vậy, nếu mà còn nhịn nữa, chẳng phải thiên hạ sẽ nhạo báng ta hay sao? Chủ công, việc nhỏ không nhịn, ắt hỏng việc lớn. Sự việc vẫn chưa rõ ràng mà, thần xin chủ công hãy phái người điều tra kỹ rồi hẳn tính. Mời xuống xe. Chủ công, Điển Di đã đưa thẩm thẩm của ngài tới danh trại của Tào Tháo rồi ạ. Nghe nói tên Điển Di đó dũng mãnh vô cùng. Chủ công, trước hết chúng ta cứ làm như không biết, sau đó âm thầm điều binh ra ngoài thành, tìm cách dụ cho tên Điển Di uống say, rồi cho người đoạt lấy song kích của hắn. Sáng mai người hãy lập tức đi gặp Điển Di, nói là ta muốn giao kết bằng hữu, rồi mời hắn tới đây uống rượu với ta. Dạ. Điển tướng quân nhận lời hạ cố, Trường Tú vinh hạnh vô cùng. Đa tạ lời mời của ngài. Mời ngài vào.
Xa tiến. Mau xông lên!